Hôm nay thì xuống thì cũng đồng thời là có một bác là bác ấy giấu tên, là bác ấy gửi cho hai anh em là mỗi người là 100 ngàn. Vâng. Đấy thì đây anh gửi cho không nhá. Vâng. À, con cũng xin được cảm ơn bác giấu tên ạ. À, chúc bác và gia đình luôn có thật nhiều sức khỏe ạ. Hiện tại thì con đã nhận được phần quà của bác rồi. Cái bên này sao? Ui thế này, to chưa các bác? Ui này. Thảo, Thảo nào cảm thấy là tay mềm chứ. Anh kéo nó xuống thử thế nào. Ủa đi đâu anh? Đến nơi không? Xin chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. À, thưa bác, hôm nay cháu lại có nhận được một phần quà của một bác giấu tên là gửi cho hai anh em Hưng Thuận của bác ạ. Và hiện tại thì cháu lực đang ở gần nhà của hai anh em Hưng Thuận rồi cô bác nhìn ra phía bên này thì phải nói là nhìn một cái ngôi nhà phải nói là cực kỳ lộng lẫy và cực kỳ là đẹp luôn cô bác ạ. Đấy, còn bây giờ thì xin mời các bác theo dõi video và cùng cháu lực lên trên nhà của hai anh em Hưng Thuận xem là hôm nay hai anh em làm gì cô bác nhá. Vừa rồi thì cháu được ra đến đây thì có thấy là cả quá anh trưởng, anh thợ làm nữa cô bác. Mấy hôm nay thời tiết mưa quá, thành ra là đi đâu thì cũng bị sạt lở rất là nhiều. Vậy chào Hưng nhá. Đang làm gì Hưng? Em đang dọn cái bia ra. À, dọn cái bia ra là. Hôm nay có mỗi một mình em ở đây thôi à? Em anh trưởng à? Thuận hôm nay là ở nhà. Thuận ở trên nhà anh ạ. Hơi ra để mà chào tất cả các bác. Con chào công các bà, chào cô, chú ạ. Chào con, các chị ạ. Cái này gấp gọn. Đây là bìa TV đúng không? Bìa này. Đúng rồi. Cái bìa này gấp gọn lại để lại mấy nữa tận dụng lại để làm cái gì ấy. Ở phía bên này thì là cháu được nhìn thấy là anh trưởng anh ấy đang sửa lại cái bếp một chút của bác ạ. Em chào anh trưởng nhá. Vâng. Hôm nay một mình anh làm thôi hả anh? Vâng, hôm nay mình làm. Thế chỗ này là sửa lại hả anh? Cái này theo được ý kiến của ông bà chuyển cái buồng rửa vào đây. À, thế là bây giờ chỗ này là đang làm trên, làm bồn rửa bát hả anh? Vâng, đằng trên để bếp ga với này. Vâng, không điện chẳng kia nhỉ? Chỗ chẳng bát. Đây là cũng xây đến cao đến thế này thôi chứ anh? Cao đến đây. Đến đây. Hôm nọ là đi xuống là chưa làm cái này anh nhỉ, hôm nọ anh? Hôm nọ là lấy buồn rửa này để ra đầu trên à. Mà em... Thế là chỗ này là vừa mới để lại thôi anh? Còn cái này sáng vừa mới làm lại à. Làm lại để kê cái chạm bát này cho hỏng ta. Thành ra là dưới này mới có mấy viên gạch đang xếp lên này. Đấy, trong quá trình mà đang làm thì là nó sẽ hơi bừa bộn một chút của bác nhé. Lúc nào mà hoàn thiện thì sẽ đẹp hơn. Còn ra bên này là cái buồng nhà vệ sinh nha các bác. Gạch của Opa lên khá là cao, cộng thêm là một cái bồn toilet này. Bồn toilet này thì là bồn để mà xả đây luôn. Ở đây thì cháu được nhìn thấy là cái này là không có tách rời các bác nhé, là gắn liền luôn rồi. Nhà vệ sinh thì cũng rộng rãi, chỗ này tắm để mà độ tầm độ 3 người tắm thoải mái, 4 người. Thế là Hưng hôm nay có việc gì để làm không? À đây là con gái của anh à? Vâng. À con gái của anh trưởng không? Vâng. Nhiều việc lắm anh ạ. Nhiều, đang là trong thời gian và hoàn thiện thì nhiều việc đấy nhỉ? Vâng, đẹp hết cả, đẹp ngoài kia. Vâng. Theo thì có một kẹo, gái ăn kẹo không? Đi đâu rồi? Chạy đâu rồi? Ăn kẹo không? À đây này. Đây tí với lại chị Thuận là chia nhau nhá. Cất ở đây, Hưng ơi anh cất đây một tí cho Thuận nhá. Cất ở trong cái này để tí cho bé Thuận các bác ạ.
Hôm nay cất kẹo ở kia thì cho Thuận nhá. Vâng. Đây cho bạn, cho em gái, bạn gái nhỏ nhỏ này. Đây. Hôm nay có công việc gì để phụ không ạ, anh trưởng? Anh thì bây giờ làm mỗi cái này cho nó chỉ chắc. Cái này là chắt rồi đúng không? Vâng. Vâng. Đây là cậy lại ở Hưng cái này. Không, em dọn cái này ra. Đeo cho Hưng cái mic. À, dọn nước vào đây xong là tí quét xi măng trắng vào đây. À. Đây là để xi măng trắng à? Cái xà nắm màu là thấy gầm đấy. Cùng Hưng dọn dẹp ở nhà vệ sinh một chút này. Ơ, cái này là gắn chưa? À, chưa gắn đâu nhỉ? Chưa. Hưng ơi! Đi đâu nhỉ? Con nhỏ này. Đang ăn nồi nước hay sao ấy? Ôi, thời gian này mưa ở đây là ấy hết rồi nhỉ? Hưng nhỉ? Sạt anh ạ. Ui, cái này là nó quấn tạo thành khe rất là lớn nhỉ? Đúng rồi. Này là chắc là mày nữa là phải kè lại Hưng nhỉ, chỗ này ấy. Đúng rồi anh ạ. Đằng sau này là may là hôm nọ còn kè lên một chút đấy, chứ không là sạt là cái nhiều hơn kè nhỉ. Cái này trên này mấy đứa có kè lên thêm không Hưng? Cái này mấy đứa thì chắc là ốp gạch lên anh ạ. À. Nước này là kéo ở tận đâu về không? Nước này em lấy ở trên nhà xuống nhưng mà được à? Tận trên nhà á? Rồi. Các bác cũng không cho xuống nhiều ấy. À, các hàng xóm ấy à? Vâng. Nhưng mà nếu mà ở trên kia thì dùng thoải mái nhỉ? Nhưng mà xuống đến dưới này là người ta kiểu không cho mấy. Người ta kiểu không muốn mình dùng hai nguồn. Nhưng mà may là có cái tách như sao đúng không? Có cái tách thì còn để mà dự trữ được nước. Cái này là phải dùng cái bay để cọ mới được. Em tính là quét được không? Gợi nước để thấy bẩn. Đấy, trong quá trình đi vào hoàn thiện thì phải nói là dọn dẹp thêm nhiều nước thì mới sạch bóng được. Kể cả nhà đi mình dọn sạch xé là sau này mình ở thì mình dọn thì nó mới sạch được. Mấy đứa em phải cho nước đấy vào trong nhà thì để cọ cọ hết. Như bây giờ mà mình rửa sạch xé là mấy đứa mà em không chịu khó dọn là nó cũng bẩn luôn. Đúng không? Nên là nhà cửa thì lúc nào phải dọn dẹp sạch xé. Không, cái này là do lúc mình làm ấy, chưa dọn chỗ nào đâm ra là nó nhiều anh ạ. Đúng rồi. Chứ mình dọn lâu mình dọn thì nó ít đi ấy. Nhưng mà nếu mà bây giờ mình làm cái mình dọn luôn thì được cái là nó không làm, nhưng mà nó lại kiểu hôm sau mình lại tiếp tục làm nữa ấy. Cái gạch này là không trơn một tí nào luôn nhỉ anh nhé. Gạch này gạch chống trơn rồi. Đi mua gạch chống trơn đấy. Đi vào nhà vệ sinh mà mình để gạch trơn vào thì đúng rồi. Này là nhà vệ sinh này chắc là được tầm 40 vuông nhà vệ sinh đấy. 40 vuông mà anh. 40 vuông thì là rộng rãi luôn rồi. Đây là một tí chắt xi măng trắng này à? Không, cái này chắc không phải chắt đâu. Này nó khít quá rồi, anh nhìn thấy này. Không còn là một chỗ nào để mà hở một hết nữa. Để mà nhét vào nữa. Công nhận là tay nghề của mấy anh em thợ là ốp cái nền này mà nó là cực kỳ khít rồi. Không lọt được một tí xi măng trắng vào nữa rồi. Quan trọng là cho vào ngoài này thôi anh ạ. Đây á. Ngoài này. Nước thoát ít thế nhỉ, thoát chậm thế nhỉ. Phát hơi chậm. Đúng rồi. Cái này, cái chỗ này nó hơi ấy này. Hơi cao này. Thuận hôm nay ở nhà làm gì không?
Ở nhà chăn mấy con vật anh ạ. Chăn châu á? Không, dê. Dê. Dê nhà Hưng bây giờ có bao nhiêu con rồi? Lại tổn thất mấy con rồi anh ạ. Hả? Lại chết mấy con. Lại bị mấy con rồi à? Đợt này cả lợn đấy, lợn là cũng bị dịch nhiều rồi đấy. Vâng. Vấn đề là bị như kiểu đợt con mới đầu à? Con đầu ấy à? Đúng cái này cắm một tí điện vào ốp xong à, nhà vệ sinh nó sáng hơn nhỉ. Vâng. Này, cửa này còn là chưa bóc siêu luôn này. Vẫn còn là nguyên siêu. Hôm nào phải dành ra một ngày để bóc siêu ấy nhỉ. Vâng. Bóc siêu cửa. Được chưa? Cho Hưng là cỏ đây một chút cô bác. Anh trưởng ở nhà ở gần đây đấy chứ anh? Anh ở đây mà. Trong người trong làng cả anh nhỉ? Anh người làng đây mà. Vâng. Có người. Vâng. Được rồi, em quyền ra đây là. Đây là đội thợ. Đây là đội thợ của anh trưởng là rất là uy tín nhá. Anh có mấy uy tín hôm nay hát nghỉ ấy. Vâng. Hôm nay chỉ có một mình anh đi thôi à? Vâng, cái này thì là em thấy là đông người không làm được. Đông người không làm được. Vâng. Ở đây thì đáng lẽ ra là nhà của anh em thượng là hoàn thiện đấy cô bác, nhưng mà ở đây là sửa thêm cô bác, là thêm kiểu phát sinh thêm ấy. Chục ngày nữa. Chục ngày nữa là hoàn thiện hết nhỉ anh nhỉ? Ngày nữa là chắc là sơn hết. Vâng. Nếu mà có sơn ấy. Nhà Hưng thì có cả sơn chứ Hưng? Hưng ơi, dạ. Nhà là có cả sơn hết chứ? Có. Sơn à? Để mà bác Hưng đi, bác ấy tài trợ sơn với cả làm què ở ngoài sân đi. Kè, kè á? À thế là... Thế là được một bác là tài trợ riêng là riêng ở ngoài sân với lại sơn à. Chỗ này thì là ông nọ là thấy vẻ ốp này khác hay sao anh trưởng nhỉ ông nọ ấy? Vâng, ông nọ lấy cái nền này ốp nhưng mà thấy quên bỏ ông bà không được, ốp kia. Hôm nay vừa mang lên. À. Thế là sáng nay là anh Quyền là vừa mới chở thêm gạch lên à? Sáng nay Quyền chở gạch trắng lên. À. À nguyên gạch trắng lên nhỉ? Vâng. Bỏ đi nó tối quá. Vâng. Hôm nay anh chỉ là ốp theo các chú bảo như nào làm như đấy. Vâng. Đôi lúc thì nhà cửa đấy chỉ có một số là chi tiết là cần phải sửa lại một chút của bác ạ, chứ không thể là cái nào mà cũng đi vào đấy được. Đôi lúc thì đang làm ấy thì là kiểu như là chưa có đủ cái kinh phí để làm ấy đấy, nhưng mà sau khi làm xong ấy thì là các bác thương thì các bác lại gửi thêm kinh phí để mà làm. Đây là xi là quét xi trắng rồi cả anh trưởng quét cho anh. Đó. Xi trắng này hay là chỉ hay là một tí Hưng quét, vâng. Đấy chưa. À. Đấy làm xong đâu. À. Lát cái mùi cầu xong rồi rửa sạch sẽ xong cho xi măng trắng vào là xong. Vâng. Hay rửa một lúc thì đã sạch sẽ hết rồi. Không còn là dính một tí xi nào nữa. À thế là lấy cái bồn rửa bát này để vào anh. Thấy đây. Có cái bồn rửa bát này vào thì cũng rất là tiện các bác ạ, bồn này. Đây là lấy chắt luôn hả anh? Chắt luôn mà cái này.
rồi là em Hưng cùng thêm là con gái của anh là cọ để cho nó sạch sẽ quá, tí nữa là để cho nó khô là chắc cái xi trắng này hả anh? Vâng. Này mai phải lắp cái bồn cầu xong mới ấy được. Vâng. Anh trưởng là anh thợ của bên nhà của em Hưng Thuận, chắc là các bác cũng không có xa lạ gì ấy. Anh trưởng năm nay bao nhiêu tuổi đây? Anh 31 rồi. Năm nay 31 ạ? 92 mà. Vâng. Anh có mấy cháu rồi anh? Hai cháu là một cháu gái ở bên này với lại một thằng cả đi lớp 7 à? Lớp 7 rồi ạ. Vâng. Thế ra nghỉ hè thì là còn ở nhà phụ được anh nhỉ? Có thể lấy chỉ lấy cỏ lấy củi đi với anh. Cái này có bây giờ còn nhỏ quá, không dám bỏ đi làm một mình đâu. Vâng. Vì đi cắt cỏ sợ nó dùng lềm nó không nên dùng á. Vâng. Cũng nguy hiểm. Bây giờ cũng sợ gặp tai nạn này kia này anh nhỉ. Mùa này mùa mưa nữa, thì nó đang nghỉ nước ấy. Vâng. Trẻ con rồi mà. Trẻ con hay thích đi suối đá. Vâng. Nên là không thể thả được. Này là sáng nay anh ra từ sáng sớm rồi anh. Anh làm từ sáng sớm. Sáng nay cũng hồ Hưng đi xuống dưới kia, Quyền mang cái gạch lên. Chở gạch. Sáng nay anh có đi xuống cái chở không? Chở không? Có chứ. Có à? Bây giờ ô tô không đi được. Đường bây giờ thì sạt quá, không lấy vật liệu mà cũng khó. Ui, mình ngày hôm nay thì không biết nói. Xe máy đi còn khó. Anh trưởng là công việc chính của anh là thợ xây đấy chứ anh? Anh chỉ đi làm xây thôi. Anh nếu mà đi làm xây rồi thì đi xa nhất là anh đi đâu? Anh thì cũng đi Hà Giang quay đầu đúng không? Vâng. Những công trình quanh Hà Giang thì quay lại rồi anh. Vâng. Đi xa bây giờ còn con nhỏ nữa, ở nhà không đi được xa đâu. Vâng. Nhà anh là ở gần nhà chính của Hưng rồi hay là nào anh? Thế anh ở bên dưới này. Đi vào đường vào đi số 26. À vâng. Còn ở Hưng thì cũng thôn thôi. Anh em trong thôn thôi. Vâng. Cũng xuống mấy lần rồi nhưng mà không có bắt gặp là anh trưởng của bác ạ. Mày thì mấy bắt gặp anh trưởng nó là tính của anh thì cũng rất là hiền lành. Em thấy là có một chú hay hát nhỉ? Một cái anh vâng. Hai ba ông hay hát đó. À, nghỉ làm ruộng hết rồi. Mùa này thì đang là mùa làm ruộng nữa. Ông là lai. Mùa này đang cấy rồi. Đúng là mùa này mà anh em ở trên bản là nếu mà đang đi làm xa là cũng đi về nhà làm ruộng đấy anh nhỉ? Vâng, bởi vì là cũng không bỏ được ấy. Vâng. Nếu mà có công viên việc làm thì cũng muốn đi làm thôi, cũng chẳng muốn ở nhà đâu. Vâng. Nhà mình thì một năm thu nhập bao nhiêu lắm? Vâng, không lắm luôn. Có mấy bao thóc cơ. Chỉ đủ để ăn thôi anh ạ. Vâng. Thế bên này thì là cho em một lượt nước này thế. Thế ra bên này thì không biết là em Hưng thì đã xong chưa. Ôi ơi, cẩn thận nha. Nó bị tuột đâu không sao đâu. Đây là bây giờ thì ướp lên trên. Cái này chắc là phải khoan lên một lỗ đấy mà anh. Này à? Vâng. Này tí con ở dưới một lỗ có cây ngồi thả để lên. Gác lên hả? Không có lên ạ. Tí thì có cây gác lên. Đấy, bây giờ thì là nhìn nó rộng rãi hơn các bác ạ. Đây thì là có thể là còn tận dụng lại để được là thêm là đồ đạc này kia nữa. Rộng đâu biết sao? Đi. Đỡ mới được. Mình có cái đỡ được đụng ngay. Đây bây giờ có cái cài để khoan vào trong ngôi. Chỉ được khoan ra kia. Dài quá.
Hưng thì vẫn đang miệt mài là cậy khu nhà tắm. Cái này là cái bể phốt là nằm ở dưới cái, dưới này luôn hả anh? Không, ra ngoài kia. Ra ngoài tự ngoài kia. Chính ra cái toilet này nếu mà ở trên bản mình là có khi là người ta mình mua về là người ta không biết là làm gì đâu ấy. Không nhìn thấy cái toilet này mấy ấy. Đây nhiều người không biết lắm mà. Nhưng đợt là chúng được mua lên trong nhà hai ông cháu đâu đó, người ta không nghĩ là cái này là cái để mà toilet là để dùng đâu. Hầu như là trên bản thì là người ta dùng là cái ngồi này là nhiều hơn. Vâng. Người sổ đấy. Vâng. Vừa rồi thì là em Hưng cũng đã dọn dẹp là ở trong phần nhà tắm thì xong xuôi hết mọi cái rồi các bác. Đấy, bây giờ thì cùng em Hưng là đi vào trong nhà thêm một lần nữa các bác. Cái đợt mà đợt anh vào thì cửa lắp cho Hưng nhỉ? Chưa anh ạ. À, chưa đúng không? À, có một đợt cháu Lực vào thì là cửa này là chưa lắp các bác ạ. Đấy, cửa này thì làm kính là hầu như là ở bên ngoài là không nhìn thấy vào trong nhà luôn. Không. Đấy, là chỉ có mỗi là từ phía trong nhà là nhìn được đi ra bên ngoài thôi. Đấy thì chắc là anh em mình vào trong nhà một tí không nhỉ? Vâng ạ. Và những cái cánh cửa buồng bên này thì hầu như là không có kính, không có nhìn trong suốt được các bác ạ. Là có một cái lớp màn trắng là để vào bên cạnh nữa. Trong nhà thì thấy là hầu như là những cái đồ nội thất này kia là sắm đủ hết rồi nhỉ Hưng nhỉ? Vâng anh ạ. Thế là cái bàn thờ này là sẽ bắn vào đây à? Bắn đâu? Bàn thờ bắn ở đây. Bắn đấy á? Vâng. Cái này là cái gì đây? Cái nẹp điện ấy. Ừ. Cái này là cái dây mà để mà chạy điện xung quanh ở nhà của bác. À, tivi này to ấy nhỉ? Vâng. Rồi. Thì vào thì là tha hồ xem được các bác ạ, tivi này ấy. Cái tivi này thì bây giờ là chắc là phải dùng đến mạng để xem rồi nhỉ? Đúng anh ạ. Bây giờ nếu mà phải có mạng thì là mới điện thoại xuống phát xuống xem. À. Nhưng mà nhà của Hưng này là nếu mà mình dùng cái cục mạng wifi không dây kia là được đúng không? Chắc là vẫn được anh ạ, cục đấy không biết là chắc đắt lắm, không mua đâu. À, thế là buổi tối là Hưng là, buổi tối là em ngủ đây luôn à? Không, cái này để buổi trưa anh ạ. À, là buổi trưa ngủ à? Buổi trưa nghỉ đây. Ừ, thấy là phòng nào phòng đấy thì đều cũng có tủ là đẹp đẽ hết rồi các bác ạ này. Tủ này thì là có những cái viền hoa này rất là đẹp. Còn phòng này chắc là phòng của Hưng rồi nhỉ? À. Tại vì là Hưng là như kiểu là anh ấy lớn hơn rồi thì anh sẽ ngủ góc bên này thì là có những cái gì thì anh ấy mở cửa sổ là bên này ra là nhìn thấy là dễ dàng hơn các bác. Cái này không vừa hơn cái này ấy. Không anh ạ, chắc phải cắt ra một tí. À, cái này là phải cắt ra một tí đúng không? Vâng. Cái thanh giường này chắc là hôm nọ là dài quá. Phòng khách phòng này thì đều là rất là rộng rãi luôn rồi, không có cái điểm nào để mà gọi là chê đúng không bác? Phải nói là làm anh chị Quyền Hiền với lại bạn Trình là kết nối được với lại các bác cô chú anh chị mình thường quân là giúp đỡ cho cái này mai chắc phải tháo hết đồ đạc ra xong mà cho vào trong bếp đấy. À, giúp làm gọn trong bếp đấy nhỉ? Giúp đỡ cho anh em Hưng Thuận là có một cái ngôi nhà, không phải là mình ngôi nhà đâu, không phải là mỗi ngôi nhà đâu mà là thêm là rất là nhiều những cái thứ khác nữa. Gạch này thì là phủ như kiểu gạch bóng luôn nhỉ, gạch này ấy. Gạch này là vân gỗ nhưng mà giả. À. Vân gỗ nhưng giả đá nhỉ, không phải giả gỗ. À.
Hầu như là bây giờ những cái điện này là chạy xong hết rồi đúng không? Chạy xong hết anh ạ. Là bây giờ chỉ cần là hoàn thiện xong dọn dẹp là vào là ở nó được rồi. Đấy, cũng chuẩn bị là chọn là ngày tân gia luôn rồi đấy. Đã chọn được ngày nào chứ Hưng? Chưa anh ạ. Chưa. Trước thì là em cũng bảo là mấy bàn với mấy anh chị là bảo là tân gia, nhưng mà bác Hiếu Lê ở bên Mỹ bác ấy bảo là chưa xong thì bác ấy tài trợ thêm để sửa lại bếp đấy cả. Làm mấy cái công trình phụ nữa anh ạ. Thế là mấy cái công trình phụ là được là bác Hiếu Lê là tài trợ thêm à? Vâng. Ở bên ngoài này nếu mà sau này mà hoàn thiện nhà nên là kè được thêm nữa là nhà này là quá là kiên cố luôn rồi đấy nhở. Vâng. Ở chỗ phần bên kia thì là gọi là đất nó mới đào ấy, đất nó mới đào thì không thể tránh khỏi được rằng là khi mà mưa to nó bị xói mòn đâu. Đúng rồi anh ạ. Nếu mà đất ở lâu thì là chỗ nào bị sạt thì là mình đã sửa được luôn, nhưng mà cái này thì là mới đào cho nên là nó sẽ những cái là nó sẽ còn là bị như kiểu nó bị ảnh hưởng, nó bị sạt xuống ấy. Nó cái này nó thành ra nó không phải là sạt mà là nó trôi theo nước nó to quá nhỉ. Đúng rồi. Nó là cái đất này là nó thuộc dạng là đất đỏ, thành ra là khi mà có mưa xuống là nó bị trôi là nhanh hơn. Đúng rồi. Sắt này là mấy nữa là tận dụng là để làm gì đây Hương? Sắt này thấy anh Quyền anh ở là chắc là để kè thêm cái ngoài anh ạ. Để kè thêm bên này á? Vâng. Trước mặt tiền đây à? Vâng ạ. Người bảo là kè thêm mà chỉ cần tưởng tượng thôi thì là đã nhìn thấy là nếu mà kè phần này xong là làm cái cọc nữa thì là không thể mà vào được nữa rồi. Hai bên thì là nó có hai cái bức tường mà khá là cao rồi. Quét chỗ này mấy hôm không quét rồi đấy, chỗ này này nó toàn dính lúc mà mình đi dép vào ấy, hay là chân vào nó dính chân đấy. Rồi, cái này thế là này. Buổi tối là Hưng là có ngủ lại đây không? Không anh ạ, em khóa cửa và em ở trên nhà thôi, trên nhà còn mấy con vật ấy. Bây giờ thì chìa khóa đầy đủ mọi cái thì là cũng yên tâm rồi nhỉ. Cái nào mà cảm thấy nó dế mất ấy là mình có thể là đem để trong nhà là được. Anh Trưởng là cần đến vứa chưa anh Trưởng? Chưa. Chưa. Bây giờ em phải đi mượn cái máy khoan để cho anh khoan cái kia. Bây giờ á? Vâng. Bây giờ thì làm mà thành ba bậc thang lên thì là khá là cao. Nhà nó bị tôn lên thì ra là những lúc mà mưa thì tha hồ là nó không bao giờ dính đến tận đến đây nhỉ? Vâng. Phần mái hiên ấy. Cái sân của mình chắc cũng phải đổ cao đến đây nhá. Đến tận bảy bậc này á? Vâng. Thì mới thành 1, 2, 3 được. Bây giờ nếu mà làm như này thành là 4 bậc mất rồi nhỉ? Đúng. Hôm nay thì lên thì là hôm nay ra với Hưng thì cháu Lực cũng có một cái phần quà là của một bác giấu tên là gửi cho hai anh em Hưng Thuận là 200 ngàn các bác ạ. Đây. Cái này chính gọn ra. Để trong nó không phải lên men ấy. Mỗi lần bước vào nhà thấy nó lem nhem quá. Trong lúc mà anh trai là xuống đây để làm thì là em Thuận là ở nhà là gọi là một mình là lo liệu là mấy cái con vật ở nhà rồi. Ai cũng phải làm anh ạ. Em nào. Xuống đây cũng phải làm, mà Thuận ở trên nhà thì cũng phải làm. Thời gian này thì là đang nghỉ hè cho nên là Thuận là có thể là giúp đỡ được Hưng là nhiều hơn. Bây giờ thì... Hưng bây giờ cất cái chổi đấy xong anh gửi phần quà cho Hưng nhé. Vâng ạ. Sau khi mà theo như Hưng nói là mấy nữa là sơn đúng không á, là nhìn ngôi nhà là sẽ sơn nổi hơn. Hầu như là khi mà sơn này kia đấy cô bác, sơn là nó sẽ là một cái gọi là một cái vẻ đẹp cho ngôi nhà, mặc khoác áo cho ngôi nhà luôn. Kéo mới chỉ nào mà hả? Kéo mới chỉ nào á? Rủ tao chứ nào. Tí về nhà cho anh trai một tí nhá. Vẫn nhớ là để cho anh trai một tí ạ. Cái của Thuận này anh để cho Thuận tí nhá. Nay vâng. Xuống thì chúng chỉ mua được cho Thuận là một chút kẹo thôi. Vâng. Hôm nay thì xuống thì cũng đồng thời là có một bác là bác ấy giấu tên là bác ấy gửi cho hai anh em là mỗi người là 100 ngàn. Vâng. Đấy thì đây anh gửi cho Hưng nhá. Vâng. Con cũng xin được cảm ơn bác giấu tên ạ. Chúc bác và gia đình luôn có thật nhiều sức khỏe ạ. Hiện tại thì con đã nhận được phần quà của bác rồi. Con cảm ơn bác rất là nhiều ạ. Đấy thì cháu Lực cũng xin thay mặt là hai anh em Hưng Thuận là gửi một lời cảm ơn cũng như là một chúc dành tới cho bác giấu tên. Cảm ơn bác rất là nhiều.
Hưng thì là bây giờ là đi mượn đồ để cho anh trưởng nè. Vâng. Ở đây đi tận đâu để mượn? Bên này. Ngay đây thôi à? Vâng. Đi xe máy đi chứ đây á. Vâng. Anh cho em mượn xe đi vòng. Ờ, cứ lấy đi. Thấy à, cái mic cho anh phát. Mic cho anh. Đợi Hưng đi chạy ra kia là mượn một chút máy khoan để cho anh trưởng là anh làm thêm phần phía bên này nữa. Chỗ này là khoan cắm dâu đây anh. Vâng. Để cắm dâu để nó đỡ cái buồn này để nó cứng hơn. Vâng. Vì làm sợ sau này nó rửa bắt thì biết nó nặng. Vâng, có nước vào ấy nhỉ. Nên là nếu mà sự ra đây là có người là không để vào đâu bác, người ta kiểu là không người ta kiểu không không có muốn tạo thêm cho mình công việc ấy, người ta chỉ có đặt lên thôi. Nhưng mà đây là thấy là mình làm làm mãi làm nữa để làm một lần thôi. Vâng. Ở đây thì là các anh là tính tỉ mỉ của bác ạ. Còn làm thì để nhà này nó mà chưa được 2 năm này kia thì nó vâng. Bởi vì đã mình đã thương thì thương cho chót, bởi vì nó không biết nhỉ. Vâng. Ngộ luôn làm cho nó được luôn. Vâng. Đấy, còn là như Hưng thì thật sự ra thì em ấy nếu mà về xay thì em có thể là biết xay. Nhưng mà để mà như kiểu đòi hỏi kỹ thuật như các anh thợ bao nhiêu năm trong nghề thì chắc là Hưng là không có làm được như các anh. Anh thì bao nhiêu năm trong nghề xây dựng rồi anh? Anh đi 4 năm. 4 năm nay rồi à? 4 năm đi xây dựng thôi. Vâng. Vì thất nghiệp thì cũng phải đi làm thôi. Vâng. Ở trên làng thì gọi là lâu lâu có một cái ngôi nhà để mà làm thôi nhỉ. Những cái công trình gọi là bé bé thôi, công trình như kiểu là chuồng lợn, chuồng trâu gì này kia, nhà vệ sinh. Vậy là mình cũng không muốn được nhận được cái nhà to đâu. Vâng. Nhưng em thấy là ở trong khu này thì là ít nhà xây anh nhỉ. Vâng. Đây thì chung ra. Vâng. Nó nhà nó còn có nhiều nhà nó còn hạn hẹp lắm. Vâng. Còn thiếu thốn nhiều thứ. Đây là sửa bát nào có thể là mở cửa cho nó khoáng luôn đấy. Khoáng luôn. Lúc mà sửa bát này kia. Hôm nào là đặt ở đằng kia rồi nhưng mà thấy chính quyền bảo ba các cô bảo là khoáng cho để ra cho chỗ này để cửa ra. Nhưng mà thấy là lần này là làm dài hơn, nối ra thêm nhỉ. Cái này là để bếp ga bên trên thì là để cái bồn rửa bát. Vâng. À, cái này thì thấy là không đều có cái này hết nhỉ, không có cái này là nước là không có ở được đâu. Yeah. Và đặc biệt là khi đi mua là phải có thêm cả cái này để mà lọc rác này kia nữa. Nay bây giờ thoải mái để đồ đạc thôi. Vâng. Sau này em để làm cái tủ ấy. Để dưới này á, dưới này đúng không? Làm cái tủ để mà mình mở ra mở vào được nhỉ. Đấy. Để đồ đạc ấy. Đúng rồi. Làm bàn thái này thì có thể là trên này thì là mình dùng bàn nấu ăn, dưới này thì là mình có thể là để đồ này kia nữa. Khi mà làm thêm cái tủ mà đóng rào thì nó nói là chuột là nhìn thấy khóc rồi đúng không ạ? Thế là con gái hôm nay là đi theo bố để làm mà xây dựng à? Năm nay được bao nhiêu tuổi rồi? Được 8 tuổi. 8 tuổi à? 8 tuổi là lên lớp lớp 3 rồi anh? 4. Lớp 4 rồi à? Năm sau là lên lớp 4 à? Giờ chỉ bị lên lớp 4. À. Mấy tháng là đi học rồi nhỉ? Lại không được ở nhà là phụ bố mẹ rồi. Con của anh là ở trong trường luôn chứ anh? Bán chú luôn. Bán chú luôn, ăn ở tại đấy cuối tuần là về một lần à? Vâng, cuối tuần về một lần. Tuần về 2 hôm. Vâng. Thì đường xá nó đi khó lắm. Vâng. Cho học trên đấy luôn. Mấy nữa sang tầm đầu đến tháng 8 tháng 10 nhỉ, mưa nó còn nhiều hơn thì sao anh? Đấy thì nó đỡ lớn rồi nhưng mà phải rét thôi. Vâng. Đây vào phía bên này là nhà của Hưng là có tới tận là 3 phòng luôn các bác ạ, rất là rộng rãi. Bây giờ thì hai anh em là ai cũng lớn rồi cho nên là hai anh em là
mỗi người ở một phòng. Còn là thí dụ như sau này là khi mà Hưng ấy, lớn ấy, Hưng mà lớn thêm thì có thể là lấy có cả vợ vào. Sau khi mà có con nữa, phải nói là anh chị Quyền Điển cũng tính rất là xa. Tầm tuổi anh Hưng bây giờ là sắp lấy vợ rồi. Đấy, chỉ cần sau này là khi mà các bác giúp đỡ là kinh tế mọi cái ổn định nữa là thôi là an cư lập nghiệp rồi. Cái dây điện này là anh chạy hay là ai chạy? Anh chạy. Dây điện anh chạy à? Cái này hộ Hưng làm. Đây là hộ Hưng làm đấy. Cùng Hưng làm cho Hưng phụ. Nếu mà lắp nồi, bây giờ mình sơn có thể là sơn để sơn nó phủ lên trên ấy luôn. Nếu mà cái dây điện này là để mà thuê thợ lắp đấy, ít nhất là người ta lấy tầm độ 2 triệu. Cùng trước đợt mà em đây làm. Anh lấy chỉ hộ thôi mà. Ngày. Mà là tình cảm là làng xóm với nhau là giúp đỡ. Làm được 2 hôm á. 2 hôm anh. Chạy tất cả đường điện. Vì đường điện anh không thể làm ẩu được. Vâng. Làm ẩu là nó bị hở cái là chết. Sau này nó còn ảnh hưởng thêm nhiều cái nữa. Làm thêm nhiều cái nữa mà. Vâng. Thế là ở trong nhà thì cháu được nhìn thấy là tất cả đồ đạc này kia thì là sắm đầy đủ hết rồi các bác ạ. Còn là thôi là cái chạm bát nữa này. Chạm bát thì hiện tại là phía bên kia là vẫn chưa có hoàn thiện cho nên là chưa có thể lấy được vào. Đây là bán xong rồi anh. Xong rồi. Đây là bây giờ lắp xong mới chắc rồi anh. Đây là anh trưởng anh thiết kế cho thêm là cái cây sát hẻ nó chắc chắn hơn cô bác ạ. Gốc cái đấy à Hưng ơi. Thế để anh hộ luôn. Này là cái bạt để mà trước làm lán à Hưng? Vâng. Đây Hưng, từ từ đấy, anh gắn được không đấy. Không phải nó mắc táo mắc chú về. Mắc táo. Này để phơi cho nó khô đã chứ. Không, cái này bây giờ gấp luôn anh ạ. Gấp luôn à? Từ từ anh ơi, từ từ từ. Để em lấy kéo ra đây cắt mấy cái chỗ này. Cái bạt này bây giờ vẫn tự dùng lại được để. Để em mang đi đóng ở cái đằng sau kia. Đóng tận trên kia đấy á? Đúng rồi, để che đất kia. Mưa nó đỡ xuống. Thì mùa này thì đang nó chớp chớm vào mùa mưa rồi cho nên là mưa năm nay thì có vẻ như là thời tiết mưa nhiều hơn các bác. Kéo đây cắt sát luôn đấy. Này cắt từng sợi một chắc được. Nhưng mà cái này thì chắc là để buộc luôn anh ạ. Em luôn nhỉ? Ý em là đấy. Cắt lấy mấy sợi để bó vào cái này ấy. Bó vào cái này xong là kéo lên kia. Anh Hưng thì là phải nói là khi em ấy rất là biết nghĩ các bác ạ, làm nhà ấy lúc nào mà em cũng hầu như là lần nào tới lịch xuống cũng đều bắt gặp lại em ấy ở đây cả. Không gấp lại không? Không gấp anh ơi, không gấp rồi. Không. Kéo lên trên luôn à? Bây giờ em cắt mấy cái sợi thép này, bó vào đây xong là mang mấy cái cọc ra đóng. Sợ nó mưa nhiều ấy. Mưa. Thời tiết này ban ngày thì nắng rất là oi. Đêm nó mưa. Đêm thì là mưa rất là nhiều. Có dây sắt ở đây, anh lấy cái này buộc. Đêm mưa lắm anh ạ. Đêm ở đây thì không phải nói rồi, mưa căng. Này anh tới từ đoạn đường trên kia xuống thì là sắp không có chỗ để đi ấy. Sạt đúng không? Sạt nhiều quá. Từ cái bạt này thì rách đầu rồi. Hôm nay bị rách đầu nhưng mà mình buộc chặt chéo đi. Có được không? Xem nào, đen. Nghĩa là anh lộn xem nào, lộn xem cái đầu nào xem nó hợp lý. Được không? Nghĩa là được không?
Cái đầu bên đấy là không buộc nữa chứ? Cái đầu này. Điện của nhà Hưng là kéo từ trên nhà cũ xuống hay là dùng công tơ mới đấy? Công tơ mới anh ạ. Công tơ mới luôn à? Vâng. Nhưng mà kéo từ trên nhà cũ xuống đây là xa hơn chứ? Xa hơn. Khu này thì là ở bên đây, ở bên ra bên kia là có một cái quán, quán tạp khói nhỏ nhỏ ấy. Được anh ạ. Được chưa, kéo đi. Để cho cái này cho chú. Chị kia có cọc chưa? Có búa không? Có, chú anh Trường ấy. Anh Trường anh dùng búa luôn chưa? Để em mượn búa trước. Xong rồi anh, mượn búa trước nhé. Kéo cả bạt lên trên luôn chứ không? Vâng. Nhưng mà Có hai cây nữa. Lấy hai cây này lên. Chỗ này có mấy chỗ liền cơ mà. Mấy nút đó. Để em kiếm thêm mấy đoạn cây nữa. Đóng. Như là anh thấy là có 5-6 chỗ hay sao ấy. Đúng rồi. Đây này. Ba cây à. Được anh ạ. Tầm này chắc ổn. Đây, đây, đây. Đấy. Đây cũng được. Cái đấy cũng được anh ạ. Được không? Được. Nhưng mà trèo lên đường này chứ không? Đúng rồi. Cả đi đằng sau này thì là có vài chỗ thì nó bị kiểu bị nứt ấy. Ấy, mắc ở đâu không? Cái tách này thì là nằm ở trên cao thì khi mà xuống nhà vệ sinh thì nó sẽ có lực nước là mạnh hơn. Nhìn từ trên cao thì xuống thì thấy là nhà của Hưng đúng không ạ? Ở trên cao nhìn xuống thì thấy là rất là rộng. Rộng anh ạ. Nhà của Hưng thì có đâu đó là gần 70 mét vuông anh nhỉ? 80 mét anh ạ. 80 mét vuông. Ôi à. Một tí nữa là mót dưới mấy tấm bạt kia dưới này. Mấy tấm bạt kia xuống Hưng ạ. Đúng rồi. Giải một phát là từ đây ra đến kia hết luôn. Còn bên này sao? Ôi nhưng mà chỗ này liệu nó phải qua cái đá cái chứ? Nó phải qua cái kè cái chứ? Cái này. Nha. Ra hay là lấy để ra chỗ bên này trước đi này. Nó phải qua cái kè thì khi mà nước xuống thì nó mới không bị mắc chứ. Đúng rồi. Bây giờ thì phải thả dọc xuống rồi. Chứ thể thả ngang này thì bạt nó không được to. Bạt nó không đủ rộng nhỉ. Thả dọc đi nhờ. Che mấy cái chỗ bị nhiều này trước này này. Còn mấy cái chỗ kia thì anh thấy là nó bịt là bịt là xi vào rồi. Vâng, bây giờ phải thả dọc thôi anh ạ. Rồi, thả dọc đi. Anh thả đầu của em đi, đầu này nó bằng hơn. Từ từ để em lấy cái. Hồng ơi, lấy cái kéo cho chú này Hồng ơi.
Chỗ này cắt được không? Đợi. Đợi cháu bé kia lấy cái kéo lên. Che lại cái chỗ này. Chỗ này đỡ nhìn cho đỡ nguy hiểm anh. Mỗi cái chỗ này thôi. Mỗi cái này đằng còn kia. Còn bên kia thì nó cũng dạng rất chắc. Đây này. Đấy, buộc phải đầu đi chứ. Buộc 3 chỗ chứ. 4 5 4. 3 4 chỗ cho nó. 3 4 chỗ phải cho chắc. Lấy đây này. Kê vào thanh sắt này đập đi. Từ từ. Đây rồi, đây. Kéo đây. Kéo ra đây rồi. Anh có cái bộ máy bắn vít kia đúng không? Hả? Bộ máy bắn vít á? Ừ. Anh có. Mai cho em mượn nhé. Mai cần dùng đến à? Ừ. Mai hay mai để anh cầm xuống nhá. Cái bộ máy bắn vít bắn tôn đúng không? Tôn kia. À, anh có. Có cho em mượn. Nhưng mà lấy loại đầu vít bao nhiêu thì anh mới biết là lấy xuống. Cái đầu vít đây đấy. Loại đấy. Đầu này đúng không? Đúng rồi. Để em trèo lên em tự bắn lại mấy cái chỗ kia. Được. Mai anh cầm xuống nhá. Của nó không được hợp lý cho lắm. Cái chỗ nào mà mình biết làm ấy, phải chỗ nào cần xử lý thì là mình xử lý luôn. Úi dồi, cái này chặt quá. Chặt không anh? Chặt quá. Bây giờ phải kéo lên thôi. Ô, cái chỗ này chắc anh ấy còn kẹp như này đóng vào cho nó chắc nữa. Đó. Ây da. Em lấy thủng cho nó một chỗ ra cho nó xoáy. Chắc cái đấy là được, ôi cái đấy nó bị vác vào đây này, bị mắc vào đây rồi. Xong rồi dùng cái sắt buộc vào. Chèm mượn. Sắt còn lấy không? Không, sắt không lấy. Anh ném xuống dưới nhá. Vâng, anh cứ ném. Chó giận mình. Gâu, gâu sợ. Bạn gâu. Chó này là có phải chó của nhà em không? Không, chó nhà anh Trường ấy. Hai anh em làm nốt chỗ này xong thì chắc là cũng nghỉ ngơi có ba. Chắc là cháu Lực cũng phải là di chuyển là đi về thôi. Còn Hưng phải là mượn máy khoan đúng không? Vâng. Thì ngày mai xuống thì anh cầm máy khoan, máy bắn vít nữa. Vâng. Máy bắn vít nhưng mà cái loại đầu kia là đầu số 5 hay đầu số bao nhiêu? Đầu kia là đầu 8 hay sao anh? Đầu số 8 à? Vâng. Đầu 8 thì anh còn lên trên nhà anh biết là tìm cái đầu 8 xuống ấy. Chứ ở dưới này thì là không ai có. Vâng. Trên kia thì mình có đi mượn một quán sửa xe thôi. Vâng. Quán sửa xe đấy. Để tách ở trên cao này thì là đi xuống nhà vệ sinh thì sau này nó mạnh lắm. Vâng. Chắc cái tách đấy. Tách này mấy nước phải chuyển thôi anh ạ. Chuyển chắc để trên kia à? Nhưng mà để trên cao kia là ui ôi, sờ phải xuống con sâu này ghê quá. Ui thế này, to chưa cô bác? Ui đây này. Thảo nào cảm thấy là tay mềm chứ. Xếp của ai đấy? Của em. Vâng, anh nhận đây cho. Để em lên đây. Này lên đâu này, chèo. Đây có cái thang mà. Chèo lên à? Chèo lên rồi. Anh kéo nó xuống thử thế nào. Xuống đến đâu anh? Đến nơi không?
Mặt kia rách hết rồi. Như này thì nó đỡ ở phần này này. Phần này là phần quan trọng này. Thì có lẽ là cái video này thì cháu Lực cũng xin được là kết thúc ở đây thôi cô bác ạ. Và xin cảm ơn các bác đã theo dõi video. Và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở sóng tiếp theo trên kênh của bản em. Xin chào cô bác. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Tại ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác.